Tôi tên là Hẹ, tôi đến từ Gia Lộc, Hải Dương. Dạ vâng, và chị bị mắc bệnh gì và bệnh tình nó ảnh hưởng đến sinh hoạt của chị như thế nào? Tôi bị đau vai gáy 5 năm nay rồi, từ lúc đẻ được bé lớn. Tôi bị đau không giơ được cánh tay lên ấy. Bây giờ thì tôi làm, sau khi làm 2 lần ấy, tôi giảm 80%. Và hôm nay tôi làm lần thứ 3 để cho nó khỏi hẳn. Dạ vâng, vậy trước đây chị đã sử dụng phương pháp gì khác chưa? Rất nhiều rồi. Uống thuốc Tây, rồi uống thuốc Nam, rồi châm cứu bấm huyệt ấy. Mỗi năm là phải mất mấy triệu để bấm huyệt ấy. Dạ vâng, vậy nó có hiệu quả gì không ạ? Không hiệu quả gì, năm nào phải đi, cứ giờ rời lạnh lên là phải đi. Vậy sau khi cái chị ở viện cái chị Hải Thường Lan Ông về thì chị thấy bệnh tình của mình thay đổi như thế nào? Thấy giảm và giơ được tay lên và làm được việc mà trước kia mình chưa làm được. Ví dụ như là lau cửa kính ấy, rất là đau. Vậy chị thấy phương pháp kế chỉ nó có ưu điểm gì so với phương pháp khác ạ? Thấy nó là hiệu quả ngay lập tức và cảm thấy rất là thoải mái. Vậy hiện nay thì tình trạng xương khớp nó rất phổ biến chị, thì chị muốn chia sẻ tới những người chưa biết đến phương pháp kế chỉ của việc kế chỉ Hải Thường Lan Ông điều gì không ạ? Em muốn chia sẻ với mọi người là mọi người hãy nên thử một lần đấy ạ. Tại vì mình sẽ cảm nhận nó tốt ngay từ ngay lần đầu tiên đấy, thấy thoải mái ngay từ cái lần đầu mình làm.